Chào anh Tuấn, em đã xem tư vấn và đã rút ra kinh nghiệm. À, bạn này là bạn gửi qua cái tin nhắn nè. Chào anh Tuấn, em đã mới gửi ngày hôm qua. Chào anh Tuấn, em đã xem anh tư vấn và đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống vợ chồng. Ồ, mình rất vui. Anh rất vui khi mà nghe em nói vậy. Cảm ơn anh và mong anh có nhiều video hả? Bạn viết chữ video hơi lạ. Chắc là bạn thu âm bằng cái giọng voice recognition cho nên là cái máy nó nhận giọng bạn, là nó viết ra chữ hơi bị khó đoán à. Và mong anh có nhiều video bo sẻ về chuyện sâu, chuyên sâu hơn nữa về người phụ nữ hấp dẫn quyến rũ để giúp cho chị em có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống hơn. Ok, cái đó đương nhiên anh sẽ làm rồi. Rồi đây là một tình huống này, một bạn ghi đây. Anh ơi, có thể tư vấn cho em trường hợp của em không ạ? Em và bạn trai đang trong một mối quan hệ xác định. Mối quan hệ xác định. Anh ấy có đủ 6 biểu hiện của một chàng trai như anh chia sẻ. Mình mở ngoặc cho các bạn là cái video ở trên YouTube mà mình có làm rồi trước cho các bạn là 6 cái dấu hiệu là anh chàng ảnh có. Tức là, trời ơi. Tức là 6 cái dấu hiệu đó là nó thể hiện là cái người đàn ông đó họ có tình cảm với bạn, họ có thể yêu bạn, họ nhưng mà ít nhất là họ đang có tình cảm với bạn, nhưng mà nó không có nghĩa là 6 cái dấu hiệu là chắc cú cha này cha đã fall in love với bạn. Nó chỉ là những cái biểu hiện có tính chất định hướng thôi, tức là bạn nhìn vô đây bạn đoán được là ok, cái hướng cha này là chả có tình cảm với mình, còn chả có nhiều hay có ít, thằng chả đã cam kết hay chưa cam kết. Nó cái đó nó không có nói lên nha, vậy đó các bạn cẩn thận nha. Mình thấy các một số bạn có vẻ như hơi cực đoan ở trong những cái thông tin mà mình đưa cho các bạn á. Em cũng đã nhận được lời cầu hôn từ phía bạn trai. Tuy nhiên vấn đề của chúng em là em quá ít thời gian cho bạn trai của mình. Tuy cách nhau 20 km nhưng một tháng em mới đồng ý gặp ảnh có một lần à. Cả ngày có khi em cũng không nhắn tin nói chuyện gì với anh ấy và xích mích gì. Chỉ có anh ấy là người tìm ra vấn đề và cách giải quyết. Em tự nhận thấy mình cần và yêu người đàn ông này nhưng em mãi vui thú riêng của em. Anh ấy đã tâm sự với em rất nhiều lần rằng anh muốn được sự quan tâm của em và rồi anh ấy im lặng. Em muốn im lặng đợi anh hỏi han em trước, nhưng đã một tuần rồi, giờ thì em nên mặc kệ hay chủ động tìm anh ấy ạ? Anh cho em lời khuyên nhé, em rất cảm ơn anh. Xin chúc anh mãi trẻ, nhiệt huyết và sức khỏe. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, em mà thuộc dạng là cực đoan á. Em là thuộc dạng là có những cực đoan. Trời ơi, người ta đâm tới với mình, người ta mạnh mẽ chứng minh vậy mà em tuần em gặp gì tháng em gặp con lần à, mà lý do là gì nhá? Lý do mới ghê nè, em mãi vui với cái những cái việc riêng của mình. Oh my god, em hơi bị mạnh mẽ đấy. Ở đây có cái câu gì để coi, xích mích gì là anh tự giải quyết, anh tự tìm vấn cách tìm ra vấn đề và tự giải quyết, nhưng em mãi thú vui, mãi vui thú vui riêng của em. Wow, cái chuyện em em vui thú vui riêng của em, that's number one, đó là điều rất tốt và đó cũng có lẽ là một phần lý do tại sao mà anh ta có cái sức em có cái sức hút mạnh với anh ta như vậy. Nhưng mà một tuần một lần em nó khổ chỗ này nè, để anh nói em nghe nè. Thứ nhất là em hơi cực đoan, em cực đoan ở cái chiều ngược lại so với các cô gái mà thuộc dạng số đông á. Số đông là các cô gái là không có thú vui riêng, các cô gái là coi cái người đàn ông là tất cả và các cô gái nó ngã quá nhanh và ôm vào cái người đàn ông này quá sớm, bay vô hai tay hai chân giống như là nè chơi nguyên con luôn, hiểu không? Còn em là sao biết không? Em nè, mặc kệ nó, hồi xưa Việt Nam mình có cái gọi là mặc kệ nó, giống như là chuyện của anh tự lo đi, vấn đề rắc rối là sao, anh yêu anh thương thì chuyện của anh. Em là chỉ tập trung vào thú vui riêng của em. Cái đó nó lại ngược cái chỗ này nè, là họ những cái cô gái kia là bên đầu extreme này nè, là họ vì họ quá đầu tư quá nhiều vào mối quan hệ, họ cho người đàn ông quá nhiều để rồi người đó bị chán và họ bị tụt cảm giác. Còn em nó lại chỗ này nè, em không cho người đàn ông đó đủ những cái cơ hội để họ xây tiếp những cái cảm giác yêu với em. Đương nhiên khi mà em là một cô gái khó chiếm đoạt, anh dùng cái chữ tiếng Anh gọi là hard to get, hard to get, tức là em là một cô gái khó chiếm đoạt là điều tốt, nhưng mà trong mối quan hệ khi anh ta đã tăng cái mức đầu tư của anh ta lên á thì em cũng phải có những cái đầu tư tương ứng vào đó, để làm chi, để nó có cái tính công nhận cho người đàn ông, để anh ta được cái dopamine. Nói về mặt sinh học, khi em đầu tư vào đó anh ta nhận được dopamine và nó làm cho anh ta càng muốn đầu tư nhiều hơn, hiểu không? Nó giống như chu kỳ mà chúng ta đầu tư làm ăn á, các bạn đầu tư tiền vào đó các bạn được lợi nhuận, đúng không? Các bạn được cái sự công nhận, được lợi nhuận, các bạn lại tái đầu tư vô, tại vì đầu tư là có lời, đầu tư là có lời. Do đó là bạn
lại thiếu đi cái phần đó. Bạn không có cho người đàn ông được cái đủ sự công nhận để anh ta có thể xây tới một cái ngưỡng thiệt là cao. Đương nhiên anh ta tới một cái mức mà anh ta đã cầu hôn rồi, tức là tốt rồi, ok. Nhưng mà bạn lại thiếu phần đó, và chắc chắn nếu bạn cứ hành xử như vậy mãi thì cũng sẽ tới lúc anh ta cụp xuống. Là tại vì anh ta theo cái logic, ok, theo logic thôi, là cái gì mà làm mà không thấy kết quả người ta sẽ buồn. Nếu mà ít ra nó phải có một mức độ kết quả, tức là bạn không bật cái đèn xanh lên, bạn cái đèn xanh của bạn là giống như nó mờ quá đi, nó mờ câm luôn. Anh ta nhìn nó, trời ơi sao nó làm nhiều quá mà sao đèn không xanh, xanh mờ mờ, và anh ta không có thấy được là bạn có cái mong muốn đi tới tiếp anh ta. Do đó là bạn làm nói sai thì nó hơi quá đáng, nhưng mà bạn hành xử theo cái dạng cái thái cực nó hơi cực đoan ấy. Mà đa số là cực đoan ở bên đây, bạn thì cực đoan bên đây, tôi cho cha này chết luôn không. Bây giờ dẫn tới cái mức gì, bắt đầu anh ta bắt đầu im lặng nè, bạn tả nè. Nhưng đã một tuần rồi, giờ thì em nên mặc kệ hay nên chủ động tìm anh ấy ạ? Đa số các tình huống khi mà chàng trai á và cô gái đó giận, tức là họ muốn tạm thời là cái cảm giác của họ làm họ muốn có cái cảm giác tức giận, nó dẫn tới cái việc là họ có cái hành động là tách mối quan hệ ra, mình tạm gọi là vậy đi. Tại vì trong các cặp tình nhân đa số giận nó chưa có nghĩa là cuối cùng, phải không? Thì thường mình vẫn tư vấn các cô gái là bắt buộc phải cắn răng, chúng ta phải chờ. Lý do tại sao là vì anh ta phải qua được cái ngưỡng đó đó, tức là anh ta phải muốn cô gái đủ lớn để mà quay lại chinh phục cái cô gái đó, thì lúc đó anh ta mới vượt qua được một cái thử thách nữa. Tuy nhiên trong cái tình huống của em, vì em quá cực đoan á, cho nên em có thể chủ động bật cái đèn xanh lên lại, ok, và cho anh ta thấy điều đó. Nhưng mà em không có làm ở một cái tư thế đó là em thèm khát, đói khát một cái tình cảm gì đó, nhưng mà em quay lại để công nhận lại những cái anh ta làm. Em có thể nhắn anh ta một cái tin hay là điện thoại cho anh ta, em có thể điện thoại anh ta và nói là em biết là dạo này em có những cái em quá bận rộn, bạn đưa ra cái lý do vì em quá bận rộn, vì em quá gì đó, bạn đưa cái lý do thật ra và nói chính vì vậy cho nên em nghĩ là em không có công bằng với anh lắm, ok. Thôi bây giờ như vậy, và em đặt ra cho anh ta một cái gì đó, giả sử như đi chơi, thôi cuối tuần này em có thời gian mình đi coi phim, không biết là em muốn đi coi phim The Incredible 2, cái phim Incredible 2 sắp ra cái gì đó, rồi anh có thể kiếm cái vé để mình đi coi phim không. Tại vì anh ta đã tới cái mức cầu hôn em rồi, do đó là cái mức độ đầu tư đã cao lắm rồi, do đó em chủ động lại một chút nó không có phải là sai ở đây. Đặc biệt là trong tình huống, trời ơi là trời, tôi nói nhỏ nó đầu tư tới cái mức nó đeo đuổi tháng cho nó gặp có một lần à, rồi ha nó cầu hôn cưới luôn, muốn cưới đây, bạn có nói muốn cưới đúng không? Em cũng đã nhận được lời cầu hôn từ phía bạn trai, trời ơi vậy mà ha, đối xử với nhỏ thê thảm luôn. Tôi nói nó sắp cưới, sắp thành vợ thành chồng, tháng cho gặp lần, giống ngư lan chích nữ vậy, đâu chi khổ vậy em, ok. Vậy đó em hiểu đây không? Và cái việc em quay lại với anh ta, em chủ động em quay lại em nói chuyện với anh ta, nó không giống với những cái tình huống kia, ok. Là vì anh ta đã đầu tư đủ lớn rồi và anh ta xứng đáng được cái điều đó, đầu tư quá nhiều rồi cho nên anh ta xứng đáng được cái điều đó. Và cái động tác em quay lại đó, thứ nhất là ở cái chừng mực hai người thân với nhau như vậy rồi đó, thì cái động tác thì cái mức độ em có thể tăng mức chủ động lên được một chút, và cái đó là cái điều người đàn ông cảm giác mình được công nhận. Anh nghĩ là anh ta sẽ rất vui khi em điện thoại lên anh ta, anh nghĩ anh ta sẽ rất vui khi em điện mà máy điện anh ta ren, cái nhìn thấy số của em là nó hiểu không. Nhưng mà anh ta có thể vẫn gồng mình lên, nói có chuyện gì không đây. Quá. Em cứ hành xử giống như là chẳng có chuyện gì wrong, chẳng có gì sai xảy ra cả. Tại vì thật sự nó vẫn chưa có gì sai xảy ra cả, chỉ là những cái giận dỗi nhất thời thôi. Nên công nhận người đàn ông của mình, ok. Thì đó là cái anh muốn nói với em trong cái tình huống của em là như vậy. Để em coi coi, em mặc kệ hay nên chủ động tìm anh ấy? Trong tình huống của em nên quay lại, nhưng mà đừng quay lại nói về chuyện cũ. Tại vì người đàn ông á, người ta cũng không quan tâm nhiều tới cái chuyện cũ. Các cô gái thường hay có cái suy nghĩ thế này nè, nếu mà có một cái gì đó hiềm khích, giận không nói chuyện, thì lần sau quay lại á là phải giải quyết cái hiềm khích nó xong cái đã, cho tâm hồn của tôi nó được thanh thản đó, thì tôi mới vui vẻ, tôi nói chuyện, tôi mới chơi được với anh lại, ok. Còn đàn ông không có đâu, khi mà giận dỗi anh ta bị stress, mà người đàn ông hay chỗ này là tự giải quyết cái stress, sau một thời gian anh ta đi chơi hay là anh ta vô cái hang của anh ta làm đi nhậu với bạn đại loại vậy đó, làm gì đó, cái stress nó mất dần đi. Và khi cái stress nó mất dần đi, anh ta tìm lại bạn, anh ta nối lại cái mối quan hệ với bạn, thì bạn sẽ thấy là ông này ông giả lả làm như là chưa có chuyện gì xảy ra. Thực ra đúng là đã có chuyện xảy ra, nhưng mà đối với anh ta ở cái lúc mà anh ta quay lại với bạn á, thì cái chuyện đó đối với anh ta đã hết rồi.
Các bạn nhớ không, đàn ông á, cái não người ta là theo ngăn, theo ngăn, tức là người ta hành xử việc theo ngăn, việc nào ra việc đó nó xong thôi, không có quay lại nói nữa, không có cần phải lôi nó ra. Còn phụ nữ á, là tất cả mọi thứ nó nối với nhau và nó bị cảm xúc khắc vô cho từng cái sự kiện đó. Vậy đó, phụ nữ nói là cái việc này chưa xin lỗi, chưa giải quyết xong nhưng tôi còn ghim trong lòng. Vậy đó, khi bạn quay lại bạn nói chuyện với anh ta, mình tin chắc là anh ta cái chuyện nó cũng đã qua rồi. Vậy đó, em an tâm vụ đó ha. Rồi đó là cái anh trả lời cho câu hỏi của bạn, bạn này ở trong cái nhóm phụ nữ giúp nhau hạnh phúc. Các bạn nào mà có muốn, mình thấy rất là nhiều bạn đi tìm cái nhóm gọi là nhóm phụ nữ giúp nhau hạnh phúc, thì các bạn có những cái cách như sau để tìm. Thứ nhất là bạn vào cái mục tìm ở trên Facebook á, bạn gõ đúng cái chữ này nè, phụ nữ giúp nhau hạnh phúc, bấm enter hay là bấm tìm thì nó sẽ hiện cái nhóm đó ra, bạn xin vào nhóm, admin sẽ đưa các bạn vào. Cách thứ hai là các bạn liên hệ với Linh Đà, Linh Đà, Huyền Thương, Oanh, Hương Trang, Hồng, ok, rất là nhiều những cái người trợ lý của mình. Rồi còn cách nào nữa, cách nữa là các bạn lên trên tường trên Facebook của mình, trang cá nhân, trong cả ba trang cá nhân, hoặc là các bạn qua bên cái trang fanpage, cái bên mà đặt tên là chuyên gia tình cảm Túc Lê đó, chuyên gia tình cảm Túc Lê, thì các bạn có thể tìm ở trên tường á có cái link vào trong cái nhóm đó, bạn bấm cái link bạn vào. Thì đó là những cái cách để bạn vào ha, mình chỉ ở đây cho nó dễ không.